Xin kính chào quý vị khán giả. Thục Anh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Vào tháng 9, 2022, Trung Nguyên Legend đã khai trương cửa hàng cà phê tại số 699 đường Tây Nam Kinh trong trung tâm thương mại Sầm Uất, tại Cù Huê. Sự xuất hiện của cửa hàng này đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận, đánh dấu lần đầu tiên của một doanh nghiệp Việt Nam mở cửa tại con phố nổi tiếng, hàng triệu lượt người qua lại hàng ngày. Trung tâm thương mại Tai Cu Hui nằm trên đường Tây Nam Kinh, một khu vực thương mại phồn hoa, tập trung nhiều thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới. Thú vị hơn, cửa hàng cà phê Trung Nguyên Legend chỉ cách cửa hàng trải nghiệm Starbucks lớn nhất thế giới chưa đầy 100m. Để thuê một cửa hàng có diện tích 500m2 trên con đường này, nhiều người đoán Trung Nguyên Legend của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã phải chi một số tiền không hề nhỏ bởi nó vốn là con phố đắt đỏ ở Trung Hoa. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ, chủ tịch Trung Nguyên Legend cho biết đã đầu tư nhiều để mở cửa hàng cà phê tại đường Tây Nam Kinh, Thượng Hải. Việc chọn một mặt hàng trọng tại địa điểm này và đầu tư vào nội thất đẹp và sang trọng thể hiện sự chịu chi và tham vọng toàn cầu hóa của ông. Vào quý 3/2023, The Saigon Times đã trích dẫn từ SCMP về giá thuê văn phòng hạng A tại Thượng Hải. Theo đó, khách thuê phải trả 9 nhân dân tệ, tương đương 1,26 đô la Mỹ mỗi mét vuông một ngày. Giá này đã giảm 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Khi Thượng Hải dỡ bỏ lệnh phong tỏa kéo dài 2 tháng để kiểm soát dịch COVID-19, mức giá thuê cũng thấp hơn 1,1% so với quý đầu tiên năm 2023. Hiện tại, trên trang An Cư Khách, một trang web chuyên về cho thuê cao ốc và văn phòng, luôn cập nhật giá thuê văn phòng tại đường Tây Nam Kinh. Cụ thể, văn phòng hạng A trên các tầng tại đường này dao động từ 3,8 đến 8 nhân dân tệ trên 1 mét vuông một ngày, tương đương khoảng 400 đến 840.000 Việt Nam đồng 1 mét vuông một tháng, phụ thuộc vào vị trí và tòa nhà. Đối với mặt bằng tầng 1 của các tòa nhà tại các vị trí trung tâm thì giá đội hơn rất nhiều. Theo chuyên trang An ninh tiền tệ, một chuyên gia làm việc trong lĩnh vực bất động sản tại Phúc Kiến, Trung Quốc tiết lộ, cửa hàng cà phê Trung Nguyên Legend tại đường Tây Nam Kinh với vị trí và mặt tiền rộng có thể ước lượng giá thuê khoảng 200 đến 250.000 nhân dân tệ một tháng, tương đương khoảng 700 đến 850 triệu đồng trên một tháng cho diện tích 500m2. Nam Kinh là một con phố sầm uất và đã thu hút nhiều du khách trong những năm gần đây tại Thượng Hải. Với chiều dài 5,5 km, đường này nằm ngay trung tâm thành phố và được xem như một đại lộ với vẻ đẹp rộng lớn. Tại phố Tây Nam Kinh sôi động, một cửa hàng cà phê Trung Nguyên Legend mang đậm bản sắc Việt và hòa trộn văn hóa cà phê từ ba nền văn minh Ottoman, Thiền và Roman đã trở thành một địa điểm ưa thích không thể bỏ qua. Sau khi khai trương chỉ trong vài tháng, đến cuối năm 2022, thế giới cà phê Trung Nguyên Legend đã được vinh danh bằng hai giải thưởng quan trọng trên thị trường Trung Quốc: giải Quán cà phê tốt nhất năm 2022 do Bang Awards trao tặng và giải Quán cà phê nổi tiếng của năm trên Google Shanghai. Sau thành công của hai không gian quán thế giới cà phê Trung Nguyên Legend tại Trung Quốc, vào ngày 29 tháng 9, 2023, Trung Nguyên Legend tiếp tục khai trương quán cà phê đầu tiên tại Mỹ. Quán cà phê Trung Nguyên Legend tại Mỹ nằm tại số 9039 Bonsa Avenue, Westminster, California. Trong thời gian mở cửa, shop opening gần 10 ngày, không gian quán đã nhận được sự yêu mến của đông đảo người yêu cà phê. Nhiều cơ quan báo chí quốc tế đã quan tâm và đưa tin về sự kiện này. Quán cà phê mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam với hình ảnh nón lá và các vật dụng truyền thống làm bằng chất liệu mây tre, cùng với menu cà phê pha phin và espresso sử dụng 100% nguyên liệu từ hạt cà phê Robusta và Arabica trồng tại Việt Nam. Được biết, khu phố kinh doanh Bonsa Avenue ở Westminster, California là một trong những khu phố kinh doanh nổi tiếng và sầm uất ở khu vực Little Sài Gòn, một khu vực của cộng đồng người Việt lớn nhất tại Mỹ. Bonsa Avenue là con đường chính chạy qua khu vực này và nổi tiếng với nhiều cửa hàng, nhà hàng, quán cà phê và các doanh nghiệp Việt Nam. Khu vực là nơi tập trung đông đảo người Mỹ gốc Việt và khách du lịch tham quan và mua sắm. Tính đến năm 2022, có khoảng 200 người Việt gốc tại Mỹ cư trú tại Bonsa Avenue, bởi vậy giá thuê cũng không hề rẻ. Theo trang tin Zillow, đơn vị môi giới bất động sản, giá thuê cửa hàng tại vị trí này trong những năm gần đây trung bình rơi vào khoảng 5.500 đến 8.000 đô la Mỹ một tháng, tương đương 130 đến 185 triệu đồng một tháng. Thị trường tiêu thụ cà phê của Trung Quốc dự tính đạt giá trị 140 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, là mảnh đất màu mỡ và hấp dẫn. Dẫu vậy, đối thủ của Trung Nguyên sẽ là Luckin Coffee, Starbucks và hàng trăm thương hiệu lớn nhỏ khác. Trung Quốc không phải thị trường mới mẻ đối với ông trùm cà phê Trung Nguyên Legend. Cuối năm 2017, thương hiệu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ mở văn phòng đại diện tại Thượng Hải.
Thời điểm đó, Trung Nguyên đặt mục tiêu tham vọng với doanh thu 1,6 tỷ đô la Mỹ từ thị trường này. Thông cáo của tập đoàn trích lời Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đặng Lê Nguyên Vũ cho rằng chỉ cần mỗi người dân Trung Quốc bỏ ra 1 đô la Mỹ mỗi năm cho cà phê hòa tan Trung Nguyên thì đã đủ đạt được con số tham vọng 1,6 tỷ đô la Mỹ. Cà phê G7 của Trung Nguyên đã thâm nhập sâu vào các chuỗi bán lẻ cũng như thương mại điện tử tại đất nước láng giềng. Hiện, các sản phẩm cà phê năng lượng G7 hiện diện trên tất cả trang mạng bán hàng lớn như Alibaba, Taobao, Tmall và trên 1.000 siêu thị tại Trung Quốc. Thương hiệu cà phê Trung Nguyên đang nắm giữ thị phần lớn thứ hai trên thị trường thương mại điện tử của nước này. Không dừng lại ở việc bán lẻ các sản phẩm cà phê uống liền, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đang hiện rõ tham vọng khai thác thị trường F&B. Cụ thể hơn là chuỗi cửa hàng cà phê, Trung Nguyên đánh dấu những bước đầu tiên trong cuộc chơi mới bằng việc mở cửa hàng Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend đầu tiên tại Thượng Hải hồi tháng 9/2022. Cửa hàng Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend được khai trương ở số 699 đường Tây Nam Kinh trong trung tâm thương mại Tai Cu Hui. Đây được xem là con đường sầm uất xa hoa nhất ở Trung Quốc, được ví như đại lộ Champs-Élysées của phương Đông, nơi quy tụ rất nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới. Sắp tới, Trung Nguyên Legend sẽ mở rộng qua hình thức hợp tác đầu tư, nhượng quyền với kế hoạch phát triển 1.000 quán tại khắp các tỉnh thành Trung Quốc. Đây là tham vọng không hề nhỏ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ tại một thị trường nhiều tiềm năng, cơ hội nhưng cũng vô cùng khốc liệt như Trung Quốc. Cơ hội nằm ở sức tiêu thụ cà phê khổng lồ và đang tăng trưởng mạnh mẽ ở Trung Quốc những năm qua. Trong nửa đầu năm 2022, Trung Quốc nhập khẩu cà phê nhân chứa caffeine là 38.000 tấn với giá trị 150 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý, 84% trong số đó, tức 32.000 tấn đến từ Việt Nam. Năm 2021, Việt Nam cũng dẫn đầu trong số các quốc gia xuất khẩu cà phê nhân chứa caffeine lớn nhất cho Trung Quốc. Với sản lượng 32.358 tấn, cà phê được đặc biệt ưa chuộng bởi thế hệ Gen Y với xu hướng uống cà phê rang xay thay vì cà phê hòa tan và xu hướng ăn sáng kèm ly cà phê. Theo SMCP, thị trường tiêu thụ của cà phê Trung Quốc dự tính đạt giá trị 1.000 tỷ nhân dân tệ, 140 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Theo bà Lucy Fu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Trung Quốc, tốc độ tăng trưởng của cửa hàng cà phê trong cộng đồng dân cư lên tới 71%, trong khi áp lực trả tiền thuê nhà thấp. Ngoài các cửa hàng mua trực tiếp, lượng đơn hàng cà phê online tại thành phố loại 3 cũng tăng gần gấp đôi. Tại thành phố loại 4, loại 5 tăng hơn 250% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mảnh đất màu mỡ cho những thương hiệu như Trung Nguyên khai thác. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Trung Nguyên sẽ phải tìm cách tranh giành thị phần với hàng trăm đối thủ trong nước. Ở Trung Quốc, có khoảng 300 đến 500 chuỗi cửa hàng cà phê đang tăng trưởng nhanh chóng. Đặc biệt, ở đô thị loại 1, loại 2, vào năm 2022, những quán cà phê đơn lẻ chiếm khoảng 72% tổng số cửa hàng, các chuỗi chỉ chiếm 28%. Thương hiệu hiện có số lượng cửa hàng lớn bậc nhất tại Trung Quốc là Luckin Coffee. Ra đời từ năm 2017, Luckin Coffee đã nhanh chóng bành trướng quy mô lên hàng nghìn chi nhánh. Mặc dù từng đối mặt với bê bối, gian lận tài chính, ngụy tạo doanh thu và sau đó là cuộc đổi chủ, Luckin Coffee đã hồi sinh trở lại, vừa chạm mốc 10.000 cửa hàng. Đây là con số khổng lồ và cách biệt so với thương hiệu khác. Trong khi đó, Starbucks Coffee đứng thứ hai về quy mô đã mở rộng mạng lưới lên 6.000 cửa hàng tại đất nước 1,4 tỷ dân. Đến năm 2025, Starbucks có kế hoạch thành chạm mốc 9.000 cửa hàng tại Trung Quốc và biến nơi này thành thị trường lớn nhất của hãng. Thời gian tới, Cà phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật những thông tin vào tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!